Hello, chào tất cả bà con em. Về con mini dài 1,4 nè. Có hậu rồi luôn. Từ ga. Này hậu rồi luôn nha. Anh em nào làm xe máy là ok. Đi motor. Tiền ga những bước nhỏ này không thích nhông luôn. Dài 1,4. Em đang dọn những máy để lên tiếp nha. Hôm qua con Maro lên rồi nè. Hôm nay lên một con Mori Seki nè, đang mới vệ sinh con Mori nha, có hậu à. Ngoài ra mình còn nhiều máy khác nha, giá từ 25 triệu trở lên nha, lớn nhỏ tùm lum. Anh em có nhu cầu không nè, có máy bào luôn nè, bị vệ sinh hoạt động ok rồi. Anh em nào cần bò chốt dài thì có gì ở alo con này nè. Có lạ nha. Anh em test cho con mini này cho anh em xem luôn. Này thì băng bằng đẹp. Có hầu rồi, hợp anh em ra tháo rồi làm xe máy không ra. Chỉ còn. Này người ta hàng thêm 8 thôi. Anh em không thích từ nhà ra. Dài 1,4, trong con 50, độ 275, có băng 300. Giao 150, hoa hầu 46, mâm cặp 200, tiền hoa pha 38, mâm cặp cho thuần thôi nha. Mày mấy hệ bước nhỏ giờ đang không thể nông nha. Hệ bước này. Máy nào? Đó, tham khảo đi, ba la đó, chúng tôi đi, con nào được rồi. Làm một trên còn chịu luôn nha. Ở giữa nè, qua mình chụp răng nè. Răng là ở đây nha nè. Để lúc chốt ra nè, vô răng. Kem cái giúp nha. Hôm nay bộ điện còn đẹp hơn kem luôn nha. Hơi nặng tay khó đúng không bị tập răng lâu lâu mới được con có hầu nghe nhỏ nha ngon lành. Mẹ này thì chắc không ai xấu đi rồi. Cái này tự động răng nha, đẩy vô là tự động lại nha. Răng nè, tắt răng đi. Nào qua nhanh nè. B là nhanh nè. B như là lệch qua cái số 0. Đó, cái này để đưa qua đây chút xíu. Có 6 cặp độ. Cặp độ ở đây nè, AB là hướng tăng cặp độ nhanh. Tay này nè, hơi khó thế nè. Sẵn tay. B2, B3 nè. Bên này 2, bên này 3 ha.
số nè. Đây, anh em thông cảm nha. Con này thì nhấn đồng lên nha.